Sáng ngày 15 tháng 12, tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam đã tổ chức chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 51. Đây là kỳ hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 2 được tổ chức tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện hội ngộ kỷ lục lần này có sự tham gia của các lãnh đạo trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam, các quý vị đại biểu khách quý cùng đông đảo cộng đồng kỷ lục gia và đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam. Phát biểu tại buổi khai mạc, Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam với 18 năm hình thành và phát triển, tổ chức thành công 50 kỳ hội ngộ đã và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới và mang tinh hoa thế giới về Việt Nam với gần 3.000 kỷ lục được xác lập, trong đó trên 1.000 kỷ lục cá nhân, hơn 1.800 kỷ lục doanh nghiệp, đề cử thành công 80 kỷ lục thế giới và 80 kỷ lục châu Á cho Việt Nam cùng nhiều danh hiệu giải thưởng khác. Trong mấy năm qua, tình hình kinh tế xã hội của đất nước nói riêng và thế giới nói chung có nhiều biến động phức tạp do thiên tai, dịch bệnh, gây nên nhiều khó khăn cho mọi người, trong đó có cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam. Vượt lên những thử thách đó, cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tạo lập nên những công trình mới, những giá trị sáng tạo mới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Nhờ đó, nhiều kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á, kỷ lục Việt Nam vẫn tiếp tục được ghi nhận, xác lập và tôn vinh. Trong chương trình hội ngộ lần này, Liên minh Kỷ lục gia Thế giới đã trao tặng biểu tượng Everest như một biểu tượng ý chí của cộng đồng kỷ lục gia thế giới cho tập đoàn Vingroup và tổ hợp công ty cổ phần gốm đất Việt. 6 thành viên được trao tặng đĩa vàng cống hiến của Viện Kỷ lục gia Thế giới. Đây là phần thưởng dành cho những người góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của cộng đồng kỷ lục gia toàn cầu. Viện Đại học Kỷ lục gia Thế giới trao tặng bằng giáo sư danh dự và bằng tiến sĩ danh dự tới 2 kỷ lục gia tiêu biểu của Việt Nam, 4 kỷ lục gia được nhận bằng tiến sĩ danh dự của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới, 6 cá nhân được tặng đĩa vàng nội dung của Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới. Đặc biệt, trong chương trình hôm nay đã có thêm 2 kỷ lục gia châu Á mới được ghi nhận, đó là kỷ lục gia Nguyễn Minh Chuyên với kỷ lục người sáng tác các tác phẩm văn học, điện ảnh và truyền hình xoay quanh đề tài hậu chiến tranh Việt Nam có số lượng nhiều nhất châu Á, và kỷ lục gia Nguyễn Nguyệt Nga với kỷ lục giáo viên đầu tiên nghiên cứu, cải tiến và áp dụng thành công chương trình toán tư duy ảo thuật Fingermark bằng song ngữ Việt-Anh với phương pháp sợi chỉ ngón tay trên bàn tay trái. Cái tác phẩm của tôi thì chủ yếu và cũng đồng thời là cái sự tôn vinh của kỷ lục là viết về đề tài hậu chiến tranh Việt Nam. Các cái tác phẩm tiêu biểu như là Người lang thang không cô đơn, Thủ tục làm người còn sống, Vào chùa gặp lại. Đó là những tác phẩm được đưa vào sách giáo khoa Việt Nam. Và một số tác phẩm khác khá là tiêu biểu như Cha con người lính, Những linh hồn da cam, Chuyện một người trở về và Hậu chiến Việt Nam nước mắt thời bình. Đó là những cái tác phẩm về văn học. Thế còn tác phẩm về điện ảnh được giải Cúp vàng quốc tế như là Cha con người lính và Một lần và Một đời, câu chuyện viết về những cái người bị nhiễm chất độc da cam ở Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam. Kỳ hội ngộ cũng ghi nhận thêm 12 kỷ lục Việt Nam mới xác lập của các cá nhân và đơn vị, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân có một kỷ lục Vũ điệu Thiên Nga, cây bonsai Tùng Kim Cương đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam. Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân đã được sở hữu 4 kỷ lục gia và 1 kỷ lục châu Á. Ngày hôm nay thì Dũng Tân được xác lập một kỷ lục, đó là cây Tùng Kim Cương Vũ điệu Thiên Nga. Đây là một cây đã có 300 năm tuổi và chúng tôi đã đưa về từ triển lãm bonsai châu Á Thái Bình Dương năm 2017, và từ năm 17 tới nay thì cây tùng này đã hiện hữu tại Dũng Tân, và ngày hôm nay thì chúng tôi rất là phấn khởi bởi vì là tác phẩm Tùng Kim Cương Vũ điệu Thiên Nga đã được xác lập kỷ lục Việt Nam. Ngoài ra, trong dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao giải thưởng Hoa tre Việt Nam tới các kỷ lục gia tiêu biểu tại Việt Nam. Hoa tre Việt Nam đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chọn làm biểu tượng của kỷ lục gia Việt Nam, là loài hoa biểu trưng sức sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường, sống bằng sáng tạo, tạo lập tinh hoa của cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau.